Với dân số khoảng trên 600 triệu người, quy mô GDP ước tính khoảng 2.400 tỷ đô la Mỹ, cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành hướng tới mục tiêu là một thị trường chung. Thị trường ASEAN vẫn còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu. Đặc biệt trong bối cảnh hàng rào thuế quan đã được ASEAN cắt giảm gần như hầu hết đã về 0%. Tuy nhiên, cơ hội thường đi liền với thách thức. Hàng hóa Việt Nam muốn mở rộng được thị phần ở thị trường quốc tế nói chung và ASEAN nói riêng, ngoài các yêu cầu về chất lượng, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, v.v., còn phải đối mặt với các rào cản phi thuế quan khác. Thì hiện nay thì tập đoàn Hương Sen của chúng tôi thì cũng đã và đang tiến hành xuất khẩu sang các nước ASEAN, ví dụ như là bia rượu, thực phẩm đồ uống, rồi bao bì sản phẩm, và tới đây thì chúng tôi sẽ tiến hành là xuất khẩu về dệt may. Nhưng trong thời gian vừa qua thì cái việc tiếp cận ấy, thì ở khối ASEAN thì có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như các nước bạn thì có cùng một vấn đề nhưng mà cách hiểu khác nhau. Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành giảm thuế tuyệt đại đa số các mặt hàng, và rất nhiều mặt hàng là về 0%. Đấy là một cái lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp của chúng ta trong cái việc đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là sang các nước láng giềng. Tuy nhiên vẫn có những cái biện pháp chúng ta gọi là phi thuế quan, và cái điều này nó vẫn ảnh hưởng đến cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN. Để hỗ trợ thuận lợi hóa thương mại trong khu vực với sự tài trợ của Liên minh châu Âu, Ban thư ký ASEAN đã xây dựng cổng thông tin ASEAN, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về luật pháp, quy định, tiêu chuẩn, vận chuyển, thủ tục hải quan, v.v. trong ASEAN. Liên minh châu Âu cũng đã tài trợ xây dựng công cụ trực tuyến, tư vấn các giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang thị trường ASEAN, gọi tắt là ASIS. Phục vụ miễn phí, kết nối với cổng thông tin ASEAN, doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với các cơ quan hữu quan của chính phủ nước nhập khẩu trong khối ASEAN để nhận được các giải đáp vướng mắc. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng như là Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam cùng với cơ quan trọng tài kinh tế quốc tế ngày hôm nay đã giới thiệu về cái công cụ ASIS này là rất chi là tốt. Cái thứ nhất là nó là một cái công cụ để mà doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với các cơ quan chính phủ của nước ASEAN. Thì điều đó sẽ giúp rất tốt cho cái việc là giảm chi phí đi lại của doanh nghiệp, giảm bớt cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là nó có một cái tính năng như là chuyên gia người ta đã giới thiệu đấy, đó là cái tính năng ẩn danh. Họ không sợ gì bị trù dập, bị thù oán, bị để ý cả. Thì cái cơ chế giải quyết rất nhanh. Tôi nghĩ đây là một cái điều rất tốt mà các doanh nghiệp Việt Nam mà đã và đang và tiến tới là xuất khẩu sang khu vực ASEAN sẽ tìm hiểu và khai thác cái công cụ ASIS này. Thế nhưng sau 3 năm vận hành, đến nay mới chỉ có 9 lượt doanh nghiệp sử dụng công cụ này. Trong khi hoạt động thương mại xuyên biên giới, rất khó tránh khỏi vướng mắc khó khăn về thủ tục hải quan, về thuế, phí cũng như các rào cản phi thuế quan khác. Cần tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi các công cụ hỗ trợ thuận lợi hóa thương mại trong khu vực đến doanh nghiệp Việt Nam.